Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với Review 5 phút. Ở cuối tập 41, sau khi tòa tháp kia bạo nổ, từ trong khói lửa mịt mù, thân ảnh Tiêu Viêm cũng từ từ hiện ra. Ở phía xa, ngay thấy cái tên Tiêu Viêm xuất hiện, mọi người đều nhìn nhau với dáng vẻ vô cùng kinh ngạc, tất cả mọi người đều không tin vào mắt mình. Thế nhưng, trong lúc mọi người im lặng quan sát, nhìn về phía trước, đột nhiên thanh âm Ngô Hạo run rẩy trở vang lên nói: "Tiêu Viêm, tên này còn sống, hắn thật sự còn sống." Giọng nói này không sai được, không sai được. Ở bên cạnh, Lâm Diễm nhìn Tô Thiên trưởng lão, hắn ta cũng cười khoái chí nói: "Đại trưởng lão, đúng thật là Tiêu Viêm, tuyệt đối không sai được, ta đã nói, cái tên kia làm sao mà bỏ mạng dễ như thế?" Nghe thế vậy, Tô Thiên trưởng lão cười đáp: "Còn sống là tốt rồi, quả nhiên tên tiểu tử này không thể dùng lễ thường để suy đoán." Nói xong, ánh mắt ông cùng mọi người liền hướng về phương xa, nơi Tiêu Viêm đang dần thu lại những luồng dung nham vào bên trong tháp. Cuối cùng, khi hỏa diệm biến mất, lúc này mang theo ánh mắt lạnh lùng, Tiêu Viêm liền nhìn về phía bức tượng ở phía trước. Và rốt cuộc, sau một hồi trầm mặc, Tiêu Viêm cũng liền chậm rãi bay xuống phía dưới, thu hai cánh lại, sau đó nhìn mọi người đang kinh ngạc nhìn mình, Tiêu Viêm liền cười nói: "Kìa mọi người, Tiêu Viêm đã trở về rồi, không hoan nghênh sao?" Nói xong, Tiêu Viêm cũng liền đi tới và chắp hai tay hướng Tô Thiên trưởng lão hành lễ. Thấy vậy, Tô Thiên trưởng lão khẽ cười nói: "Tiểu Giao Ngả, có thể gặp lại ngươi thật sự là ngoài dự đoán của mọi người rồi." Ở bên cạnh, đám người Lâm Diễm cùng Lâm Tu Nhai và Liễu Kình thấy vậy cũng vô cùng hào hứng. Thấy Tiêu Viêm trở lại, bọn họ rất vui mừng. Thế nhưng, sau khi trò chuyện một hồi, cẩn thận nhìn lại, Tô Thiên trưởng lão đột nhiên phát hiện ra Tiêu Viêm đã tấn giai đấu vương. Bởi vậy, ông cũng liền bảo Tiêu Viêm cọ sát với Lâm Tu Nhai một chút. Và tất nhiên, Tiêu Viêm cũng không có từ chối. Bởi vậy, nhanh chóng di chuyển tới đấu tràng, một trận đấu giao hữu giữa Tiêu Viêm và Lâm Tu Nhai đã liền diễn ra. Lúc này đây, thân hình như tia chớp, rất nhanh, Tiêu Viêm cùng Lâm Tu Nhai đã liền xuất hiện ở giữa sân đấu. Nhìn nhau một hồi, cuối cùng, Lâm Tu Nhai là người độc thủ trước. Từ trong tay anh ấy, chân kiếm xanh lục tỏa ra hơi thở cuồng mãnh đã liền xuất hiện. Sau đó, thân hình khẽ động, anh ấy liền cầm chân kiếm lao thẳng về phía trước và bắt đầu công kích. Đối diện với nó, trên người Tiêu Viêm năng lượng bạo phát. Chỉ trong tích tắc, thân hình như tia chớp đã lao về phía Lâm Tu Nhai và công kích mãnh liệt. Lúc này đây, lấy tốc độ kinh người của Tiêu Viêm, Lâm Tu Nhai đã phải liên tục chống đỡ hết sức vất vả. Và rốt cuộc, sau một hồi công kích, dưới tốc độ quá nhanh của Tiêu Viêm, Lâm Tu Nhai đã phải chấp nhận thất bại. Sau đó, nhìn Tiêu Viêm, Lâm Tu Nhai vẻ mặt buồn rầu nói: "Tên gia hỏa này thật là biến thái, chỉ có 2 năm không gặp đã mạnh mẽ đến mức này." Đáp lại, Tiêu Viêm mỉm cười nói: "Lâm học trưởng không nên hạ thấp bản thân mình, bởi vì ta có dị hỏa nên mới chiếm được ưu thế." Nghe vậy, Lâm Tu Nhai lắc đầu thở dài. Sau đó, anh ấy cũng liền cùng với Tiêu Viêm đi xuống phía dưới. Lúc này, nhìn Lâm Tu Nhai đã tấn giai đến ngũ tinh đấu vương, thế nhưng vẫn bị Tiêu Viêm đánh bại, Tô Thiên trưởng lão cũng giật mình. Nhìn Tiêu Viêm đi xuống, ông mỉm cười nói: "Tiểu tử, chắc hẳn ngươi đã là đỉnh cấp đấu vương." Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng khẽ gật đầu, đang định giải thích với Tô Thiên thì đột nhiên từ phía xa, một đạo công kích mạnh mẽ đã phóng thẳng về phía hai người. Bởi vậy rất nhanh, một tấm lá chắn đang ngay lập tức xuất hiện và đỡ lại đòn công kích kia. Ở bên cạnh, đối diện, kình khí bắn ra từ đòn công kích trên người Tiêu Viêm cùng với Tô Thiên, cho dù là đám Lâm Diễm ở bên cạnh cũng cảm thấy có chút khó thở. Và rốt cuộc, sau một hồi giằng co, đòn công kích kia cũng bị phá vỡ. Sau đó từ khe hở hư không, một hư ảnh nữ nhân đã liền xuất hiện. Chứng kiến sự xuất hiện này, Tô Thiên trưởng lão ngay lập tức lên tiếng nói: "Các hạ đến tụ cùng là người phương nào, xin được biết danh tính." Nghe thấy vậy, Mỹ Đô Toa liền hướng về phía dưới gần giọng nói: "Tránh ra, mục đích của ta là Tiêu Viêm, không liên quan gì đến ngươi." Nghe xong, ánh mắt mọi người liền đổ dồn về Tiêu Viêm với vẻ đầy nghi hoặc. Thấy vậy, Tiêu Viêm cũng có chút khó xử nhìn mọi người. Sau đó, ngại ngùng nhìn Mỹ Đô Toa, Tiêu Viêm nhẹ nhàng nói: "Nữ vương, cô đã tự do, mau chóng quay về nơi ấy đi." Nghe vậy, Mỹ Đô Toa lạnh lùng đáp: "Tiểu tử, lấy mạng ngươi xong, ta sẽ quay về. Đừng tưởng rằng có đấu tông cường giả che chở thì ta không lấy mạng được ngươi. Ta không tin hắn có thể đi theo ngươi cả đời." Nói xong, Mỹ Đô Toa cũng liền quay đầu lại, sau đó hướng về phương xa và biến mất. Nhìn theo bóng nàng rời đi, Tiêu Viêm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, anh ấy liền nói với Tô Thiên trưởng lão về việc mình đã thu phục được Vẫn Lạc Tâm Viêm, bởi thế mình mới mạnh mẽ như vậy. Ngay xong, Tô Thiên trưởng lão cũng phải tủ huyết áp. Tuy vậy, vẫn còn may, trước khi viện trưởng rời đi, ông có để lại một vật chứa. Chỉ cần rót một ít dị hỏa vào đó, trong vòng 2 năm, hiệu quả của việc tu luyện sẽ vẫn duy trì được. Ngay vậy, Tiêu Viêm thở dài sau đó nói: "Vậy là tốt rồi, cứ làm theo lời đại trưởng lão đi." Đáp lại, Tô Thiên trưởng lão mỉm cười nói: "Thật không nghĩ tới, Hàm Phong kia tốn công vậy mà cũng không được gì. Còn ngươi nhẹ nhàng như vậy lại đoạt được dị hỏa,
thật là may mắn cho nhà ngươi. Nghe xong, ánh mắt Tiêu Phiên băng lãnh nhìn Tô Thiên trưởng lão nói, đại trưởng lão, Hàn Phong kia hiện giờ đang ở Hát Giáp vực sao? Và đáp lại câu hỏi này, rất nhanh, Tô Thiên trưởng lão cũng liền đem chuyện xảy ra trong thời gian Tiêu Viêm mất tích kể lại một lượt. Nghe xong, hai tay Tiêu Viêm nắm lại, sau đó âm thanh lệnh đùng vang lên nói, tốt, có một số việc cũng nên tìm hắn giải quyết dứt điểm rồi. Dứt lời, Tiêu Viêm liền nói Tô Thiên trưởng lão triệu tập nhân thủ, 3 ngày sau khi anh ấy trở về sẽ tiến đánh Hắc Minh. Và đáp lại, Tô Thiên trưởng lão liền cười khoái chí nói, tốt, nếu ngươi đã có hứng thú, nội viện chúng ta sẽ cùng ngươi chơi tới bến. 3 ngày sau, ta sẽ mang nhân thủ triệu tập đầy đủ. Đến lúc đó, chúng ta sẽ cùng Hắc Minh giải quyết ân oán. Nghe vậy, Tiêu Viêm liền gật đầu đồng ý. Thế nhưng trước khi rời đi, Tô Thiên trưởng lão cũng nhắc Tiêu Viêm nên giải quyết dứt điểm với cô nương kia trước. Nếu không, trong lúc giao chiến, hậu quả sẽ rất khó lường. Tuy nhiên, có một việc khá quan trọng, trong thời gian Tiêu Viêm mất tích, tình huống của Tiêu Lệ theo đó cũng thay đổi rất nhiều. Theo những gì mà ông biết, đám người Hắc Minh đang tìm cách tiêu diệt thế lực do Tiêu Lệ nắm giữ. Bởi vậy, Tiêu Lệ có thể đang gặp phải nguy hiểm. Ngay sau, sắc mặt Tiêu Viêm cũng có chút khó coi. Bởi vậy rất nhanh, anh ấy đã liền hành lễ chào từ biệt Tô Thiên trưởng lão sau đó ra ngoài. Thế nhưng vừa đi ra, Lâm Diễm cũng đã đợi sẵn Tiêu Viêm ở đó. Bởi vậy, nhìn thấy tên kia đang đợi mình, Tiêu Viêm cũng mỉm cười nói, thật không nghĩ tới, người vẫn ở tại nội viện. Và đáp lại, Lâm Diễm khoái chí cười nói, ta không phải đã nói sao, ta sẽ đợi người và đi tới Gia Mạn Đế Quốc. Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng mỉm cười lắc đầu, quả nhiên tên này đúng là kỳ lạ. Cuối cùng, sau một cuộc trò chuyện, Lâm Diễm cũng liền nói cho Tiêu Viêm một chút thông tin về Tiêu Lệ. Nghe thấy vậy, Tiêu Viêm cũng có chút sốt ruột, bởi vậy ngay lập tức, anh ấy liền cùng với Lâm Diễm trở về bản môn, triệu tập nhân thủ. Và rất nhanh, ngay khi lời kêu gọi của Tiêu Viêm phát động, đã có đông đảo thành viên mạnh mẽ trong bản môn nguyện ý tham gia. Bởi vậy rất nhanh, sau khi triệu tập nhân thủ xong xuôi, Tiêu Viêm cùng mọi người đã ngay lập tức lên thuyền và đi về phía Hát Giáp vực. Lúc này đây, đứng ở trên thuyền nhìn về phương xa, một cảm giác bất an và lo lắng đã bao trùm lấy Tiêu Viêm, dường như anh ấy cảm nhận được Tiêu Lệ đang gặp phải nguy hiểm rất lớn. Cũng trong lúc Tiêu Viêm cùng mọi người rời đi, thì lúc này, ở tại Hát Giáp vực, đám người Hắc Minh dưới trướng Phạm Lao cũng đã hành động. Hiện tại, bọn họ đang truy tìm tung tích của Tiêu Lệ rất gắt gao. Mùi máu tanh nồng nặc tỏa ra, làm nơi đây xuất hiện một tràng cảnh vô cùng quỷ dị. Và rất nhanh dưới sự truy xét của Phạm Lao, bọn chúng cũng đã phát hiện ra tung tích của Tiêu Lệ cùng đám người bí ẩn của mình. Còn ở một nơi khác, trong căn phòng tối, khoác lên mình chiếc áo bảo, ánh mắt Tiêu Lệ cũng trở nên sắc bén vô cùng. Lúc này, có một cảm giác Tiêu Lệ dường như đã biến thành một con người rất khác. Và rất nhanh, cảm nhận được sự xuất hiện của đám người Phạm Lao, Tiêu Lệ đã liền đi ra và đối mặt với đối thủ của mình. Đến đây thì hết tập 42/5 đấu phá thương khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.